Chào các bạn nha. Lúc này là 20 giờ 15 phút của ngày 10 tháng 6 năm 2023. Mình có mặt tại hội chợ công nghiệp thương mại Quảng Ngãi năm 2023. Thì đây là chương trình được diễn ra hội chợ công nghiệp theo thường lệ hàng năm nghe các bạn. Địa điểm là tại sân bay cũ, đường Hoàng Hoa Thám, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi. Và hội chợ được tổ chức từ ngày 10 tháng 6 đến hết ngày 18 tháng 6 năm 2023. Phần tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng với mình đi vào hội chợ tham quan, thưởng lãm để xem bên trong họ trưng bày những cái gì. Cảnh quan bên trong khu triển lãm ấy, thì ban đêm ấy, thiếu sáng cho nên là hình ảnh của mình quay lên đây ấy, không có được rõ. Cho nên các bạn chúng ta cũng thông cảm. Nhưng mà ngược lại thì ban đêm nó đem đến cho chúng ta muôn sắc màu về các cái đèn LED trang trí không gian nghe các bạn, rất sinh động. Đây là khoảng trống của khu vực trưng bày của gian hàng. Thì đây là nơi vui chơi giải trí và ẩm thực. Các em thanh thiếu niên rất là thích nghe các bạn, được ngắm những cái bông hoa, rồi những cái đồ lưu niệm, các cái con vật như con vịt đồ ấy, nó rất ngộ nghĩnh, xem nó cũng rất là vui. Rồi có một cái quầy hàng là tô tượng, các em tô các cái bức tượng với màu sắc rất là ngây thơ, hồn nhiên và ngộ nghĩnh. Phía bên phải màn hình các bạn đang xem đó là những cái gian hàng chơi các cái trò chơi lô tô như phóng tiêu, rồi là quay số trúng thưởng. Nói chung là những cái đó cũng rất là thu hút các bạn. Còn đây là sân khấu của cái đêm diễn ra đêm khai mạc, đêm đầu tiên. Sân khấu thì có các ca sĩ về tham gia chương trình như là ca sĩ Ngọc Sơn, rồi Du Thiên, rồi Lâm Chánh Khang, rồi bé Tin Tin và nhiều nghệ sĩ khác nữa nghe các bạn. Tuy thời tiết nắng nóng nhưng mà người dân khu vực ở phường Quảng Phú và toàn thể nhân dân thành phố cũng tề tựu về đây để xem cái chương trình ca nhạc giao lưu rất là đông nha các bạn. Và lúc này ở Quảng Ngãi là chiều lại có mưa giông cục bộ đó. Khí trời thì nó cũng oi bức nha các bạn đó. Những cái đèn LED, đèn màu rất đẹp. Về tham dự với hội chợ như vậy là trên 350 gian hàng của hơn 100 doanh nghiệp khắp các tỉnh thành trong tỉnh và các tỉnh lân cận về tham dự. Ở đây người ta trưng bày như vậy là đồ gỗ mỹ nghệ, rồi đá cảnh, rồi cây cảnh, rồi cây ăn trái, rồi hàng dệt kim, may mặc, những cái công cụ phục vụ gia dụng trong làm cây cảnh như kìm, kéo, cưa, rồi đồ gia dụng nội trợ bếp núc, các loại dao.
Đối với mặt hàng như bánh kẹo của tỉnh nhà, rồi gian hàng đồ chơi phục vụ cho người tiêu dùng rất gì là phong phú các bạn. Và đây là một cái quầy của gian hàng công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Quế Trà Bồng. Nói đến Trà Bồng là chỉ có hương quế. Đây là quế được chế biến ra như là các loại nhang, hương, rồi nước rửa sàn nhà. Nói chung đều mang cái hương quế của Trà Bồng nghe các bạn. Cái loại quế mà người ta trong cái vị thuốc bắc á, các bạn ăn cay cay mà ngọt ngọt á. Đây quế đây. Đó. Các bạn đã nghe cái bài hát gì hương quế Trà Bồng á là biết thôi. Về Quảng Ngãi là biết. Đây là những quế thành phẩm các bạn. Đó, mình đứng mình quay mà nghe nó thơm, thơm lừng luôn. Còn đây là gian hàng về hoa, cây cảnh và cây ăn trái của các miệt vườn ở miền Tây, Nam Bộ và ở phía Bắc về đây trưng bày nghe các bạn. Cây vú sữa, rồi cây nho, cây xoài, rồi mít, mít không hạt, mít thái, rồi ổi, đa dạng phong phú, đủ chủng loại giống cây. Các bạn về đây tha hồ mà chọn, thấy nó phù hợp với thổ nhưỡng của mình thì chúng ta chọn cho nó phù hợp về mình trồng nghe các bạn. Rồi phần tiếp theo là phần vào quầy hàng, gian hàng đồ gỗ trang trí nội thất. Đây là các loại gỗ là trên 1.000 năm. Đấy. Gỗ quý nghe các bạn. Sản phẩm trưng bày như vậy là các bộ bàn ghế được chạm trổ và rất công phu của các nghệ nhân. Những cái bộ phản rồi kỹ, rồi tủ thờ, rồi đồ mỹ nghệ phong thủy trưng bày trong mỗi gia đình rất đẹp nghe các bạn. Mình thấy mình ghiền luôn, đứng quay mà coi như là cái mùi hương nó thơm ngào ngạt luôn ấy. Thì mình xem giá của sản phẩm là con số hàng trăm triệu cho đến hàng tỷ đồng nghe các bạn. Đó, chúng ta đến chiêm ngưỡng và thấy nó phù hợp với túi tiền thì cứ rước bàn ghế này về trưng bày. Đó, mình cũng ước mong sao được có bộ bàn ghế này là phải nói là tuyệt vời luôn, nhất trần gian luôn đó các bạn. Quá đẹp luôn, chạm trổ rất công phu. Đó, được sơn mài rồi dầu bóng rất gì là chỉnh chu. Mình xem mình sờn mó là coi như là không có cái chỗ xước vanh đó các bạn, không có cháy sơn mài luôn. Đó, ở đây là mình phải nói là cái sự công phu của cái nghệ nhân mà sản xuất ra các cái bộ sản phẩm này. Nó có cái bộ phản mới nói là mùa hè mà đi làm về mệt nhọc các bạn, ta làm lên cái bộ phản nó cũng sảng khoái lắm, nó thư thái tâm hồn lắm, phải nói là quên ăn luôn, nhưng mà ngủ liền, nằm đã là ngủ liền ấy, mắc lắm. Cái sự kiện hội chợ công nghiệp được tổ chức hàng năm tại Quảng Ngãi thì năm nay là tổ chức từ khai mạc từ ngày 10 tháng 6 năm 2023 cho đến hết ngày 18 tháng 6 năm 2023 nha các bạn. Và mục đích của sự kiện của hội chợ công nghiệp ở đây á, là họ chú trọng đến vấn đề là quảng bá thương hiệu các sản phẩm về nông sản, thực phẩm trong tỉnh và ngoài tỉnh và đặc sản vùng miền. Họ khuyến khích là người Việt Nam tiêu dùng hàng Việt Nam, hàng Việt Nam chất lượng cao nghe các bạn. Thì bên cạnh đó còn có chương trình đặc sắc của ca nhạc, thì
với mục đích là giải trí và giao lưu, nhất là đối với các bạn trẻ yêu âm nhạc, chúng ta có thể là lên giao lưu với các nghệ sĩ, ca sĩ. Sau đó thì chúng ta xin chữ ký rồi gì đó là để lưu niệm. Thì mình nhìn xung quanh bao quát thì mình thấy về cái lực lượng an ninh rất gì là đảm bảo, vòng trong vòng ngoài có bộ phận an ninh công an tỉnh, rồi cảnh sát cơ động, rồi an ninh các bộ phận khác nữa nghe các bạn. Rất gì là ổn định. Rồi phần tiếp theo chúng ta vào quầy đồ gỗ mỹ nghệ. Đây là các cái bức tượng về phong thủy như là phước lộc thọ, rồi tượng Quan Công, tượng Quan Âm Bồ Tát, rồi những cái núi non cũng từ gỗ mà ra nghe các bạn, rồi những cái mỏ, cái chuông, rồi họ làm các cái hình tượng như là đồng hồ bằng gỗ, rất chi là mỹ nghệ mà rất chi là nghệ thuật đẹp, nó đẹp vô cùng đó các bạn. Mình thích nhất là cái bộ tượng mà ba ông Phúc Lộc Thọ đó, an khang đó nghe. Mình trưng bày để mình đem cái phong thủy lúc nào cũng có phúc, có lộc, tuổi thọ ai cũng mạnh khỏe trong gia đình. Quá đẹp. Với cái không gian trưng bày ở sân bay cũ thuộc phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, không gian nó rất rộng nghe các bạn. Các cái gian hàng phải nói trưng bày phải hoành tráng. Mình đi là mỏi chân luôn á, mình quay mới có một phần phần tư thôi. Cho nên đây là phần một, phần tiếp theo mình sẽ quay vào ban ngày là phần hai, mình sẽ nói cụ thể hơn cho các bạn cùng xem. Các bạn ở gần lân cận trong tỉnh, trong thành phố thì chúng ta lên cái địa điểm đó để mà tham quan chiêm ngưỡng ngang các bạn. Các bạn thấy nội dung video clip hữu ích về thông tin mình chia sẻ thì các bạn nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho mình trân trọng cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại ở video clip tiếp theo. Thân ái chào các bạn.